Hôm nay mình làm thịt bò bắp pha lấu, ok. Trước hết mình có cục thịt bò bắp này khoảng 1 ký nha, cái này 2 pound, mình cắt ra làm hai. Nếu mà mình nấu nguyên cục này nó lớn quá, với lại khi cắt miếng cũng lớn, cắt ra làm hai. Okay. Khi mình nấu cái mùi vị nó vô nhanh hơn chút, ngon hơn, với lại cắt nó miếng nhỏ nhỏ vừa để vô cái họng ăn, nó không có cần mở hả họng hả lớn á, miệng ra ăn xong. Mình ướp muối ha, cái này muối nè, ok, sea salt, ok. Chút xíu muối, ok, để khoảng đắp lại, tẩy lại, phải ướp khoảng 2 tiếng đồng hồ đi ha, rồi mình mới bắt đầu nấu, ok. Ok, bây giờ mình bỏ gia vị nha, mình cần cái gì, đường phèn, rock candy, ok, rock candy, this is soy sauce, cái này là nước tương. Cái này nước tương pha lấu, ok. Nếu mà ai không có cái nước tương pha lấu này thì xài nước tương thường cũng được, ok. Có cái này thì thơm hơn. Cái này nước màu, dark soy sauce, ok, dark soy sauce, nước màu, ok. Bây giờ mình bắt đầu làm gia vị trước nha, ok. Cái này dry pepper là ớt khô á, mấy cái mình xé ra chút xíu ha. Break it out. Ok. Xong. Start anise. Cái này kêu là cái gì đó? Quên rồi. Cánh hồi, đúng rồi, cánh hồi, quên. Không biết tiếng gì. Ok, lấy 2 muỗng. 1 muỗng. 2 muỗng. Cái này muỗng cà phê, ok. A teaspoon, 2 teaspoon. Xong, cinnamon là quế, cinnamon, ok. Ok, này khoảng 3 miếng đi ha. About 3 piece, small piece. Mình đập cho nó nhuyễn ra. Okay. Break it. Ok. Xong. Cái này kêu là cumin, cây thì á, cái trái thì hộp cây thì, ok. Cái này nó mặn, cái này nồng lắm, không có cần bỏ nhiều. This is too strong, we just need half teaspoon, nửa muỗng thôi ha, ok, khoảng nửa muỗng, half teaspoon. Xong. Cái này là hạt giống rau mùi, rau mùi á, kêu là coriander seed, ok. Cái này một muỗng luôn, one teaspoon, ok. Một muỗng cà phê, nó giống nó nhị đó, ok. Xong tới crop là đinh hương á, ok. Đinh hương, ok. Cái này cũng một muỗng thôi, không có cần nhiều. Ok, là 1 teaspoon. Ok. Là đinh hương á. Clove, ok. Xong rồi tới cái gì, hoa tiêu kêu là timid pepper, còn gọi là corn pepper cũng được, ok, peppercorn cũng được, peppercorn, okay. Này khoảng 2 muỗng, 2 spoon.
two. Okay. Now what do you want? Okay. Ngũ vị hương. This is five spice. Okay. Five spice powder. Hai muỗng luôn. Okay. Two teaspoon.Huh? No. Water, please. Yeah, wood, please. Oh, please. I videoing. Only this side. Only this side. Okay. Hai muỗng ha. Two teaspoon. Two teaspoon. Ngũ vị hương. Five spice powder. Okay.Nếu mà mình có cái bịch đó, you have a bag, you wrap it up, you don't have bag, that's fine. Không có cái bịch cũng không sao, ok? Ok. Với cái rock sugar, rock candy. Cái này kêu là đường gì? Đường khẻ hay đường phèn, mình không biết. Mình không có cân ha, I don't have a weight. I don't have a scale here. This is 400 gram. I need only 300.Mình 300 gram thôi nha. Khoảng chừng nhiêu đó thôi. Mình giữ lại 100 ha. Maybe this is 100 gram. That's 300. Okay, and then okay.Cái này mình cần we need 220 ok 220 soy sauce, mình cần 220 cái nước tương nha. ml 200 ml nhé, okay? 220 ml 220 ml ok dark soy sauce, ok dark soy sauce, cái này là nước màu, là hắc xì dầu á, tiếng Tàu gọi là hắc xì dầu á, cũng 220 same 220 nhé, 200 ml.Okay, and then this Chinese mayonnaise sauce, tức là cái nước xì dầu phá lấu. Nếu không có thì xài nước tương. If you don't have, just use soy sauce, okay? Okay, same thing, 220, 220 luôn nha, 220 ml á. Okay, đổ qua đổ chút xíu ha luôn. Này 250 không sao.240, 240, ok. Ông muốn giữ lại thôi, đỏ hết luôn. Ok. Okay, you don't have that one, you can add another 200 soy, 220 soy sauce. Nếu mà không có cái nước phá lấu, nước tương phá lấu thì cộng thêm, bỏ thêm 220 xì dầu vô, ok. Ok, bây giờ mình đi lấy nướcNow we get the water. Ok, cái này là vũ sa kè nha. Mình không có vũ vũ cooking wine, mình tài sa kè cũng được. Cái mình lấy cũng 220 luôn, ok. Mình lấy 220 luôn. Ok.
220 ml. You don't have cooking wine, I use sake, okay? Okay. 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 Xuống chút xíu 1800 1800 ml, ok, just a water, ok, xong mình bật lửa lên, ok, mình turn on the fire, ok, nấu sôi xong mình mới bỏ thịt vô, when they boil then we put the beef inside, ok, ok, mình đi lấy thịt, ok. Ok, bây giờ cái nước pha lấu sôi rồi, ok, mình tắt lửa trước. Bây giờ mình nấu thêm một cái nồi nước này, nước sôi mình để luộc, luộc xong thịt mình mới bỏ vô bên này, ok. We boil some water to boil the meat. After we boil the meat, and we chop in here and cook, ok. Ok, bây giờ nước sôi. Luộc cho cái chất máu đó ra, ra bớt chất máu á, thì cái nồi pha lấu này nó không bị dơ. Nếu mà không muốn để dành cái nước này á, làm một lần dục á thì không sao, bỏ vô hầm luôn chứ không có cần luộc. So we want to keep this salt, that's why I have to boil the meat and we put on the salt. If you don't want to keep the salt for next time, you just put the meat direct to boil it, to cook it, okay? Nấu xong 1 tiếng rưỡi á, mình tắt lửa, mình lấy thịt ra trước, ok, xong để cái nước nguội á, mình ngâm vô cái nước lợi, ok, khi nào xài mình mới lấy ra, ok. After you cook 1.5 hours, right, and you leave it, you take it out and let it cool down, and let the juice cool down, and then you put back in the juice and soak it in the juice, ok. Nếu mà cái này là mình lấy ra nó thịt nó được giòn, nếu mà ai muốn ăn mềm á thì sau 1.5 tiếng tắt lửa để đó, đẩy nắp lại để đó cho nó nguội mới lấy ra thì nó mềm,
khoảng một tiếng rưỡi mình lấy ra thì thịt nó được giòn. Ok. Đó, miếng thịt nó như vậy á. Đẹp không? Thơm ngon lắm. Ok. Ngầu dục, cái này gọi là heo ngầu dục, tức là thịt bò bắp ngũ vị hương, thịt bò bắp. Cái này mà ai đi ăn tiệc cưới á, thường thấy cái món này. Nó đi chung với bốn món sứa, một món là sứa, món thứ hai là gà, món thứ ba là tôm, tôm ngâm vũ, món thứ tư là mực, mực tươi luộc. Ok. Là 5 món. Là cái món khai vị á, cái tiệc cưới là món đầu tiên đưa ra đó, là món này. Tại vì nó không có ăn nóng, cái này nó ăn nguội. Tôm, tôm luộc cũng nguội, sứa cũng là ăn nguội luôn. After cut, put some sauce on top. Mình bỏ cái nước nước pha lâu lên rồi cái. Hành ngò lên trên đây cho nó trang trí cho nó đẹp thôi, ok, mà không có cần thiết đâu. Ok, for decoration. Bình thường đi nhà hàng ăn đó, nó lấy dĩa lớn này nè, ok, thịt bò ở đây ha, thịt bò bắp, rồi gà, gà luộc, mực tươi, mực tươi cắt mỏng đó, rồi tôm ngâm rượu để ở đây là 4 phần, rồi phần chính giữa là sứa, ok, sứa nó làm như gỏi sứa, ok, thường đi nhà hàng tiệc cưới là có cái này, nghe. Thịt bò bắp nha, okay. Pha lấu, thịt bò bắp pha lấu, ok. Ok, thịt bò bắp pha lấu. Okay, bây giờ 2 giờ rưỡi, ok, là mình được 15 phút rồi, coi làm sao ha. Thơm, mình lại
cái lỗ bụi chứ không á, mình đeo khẩu trang và còn ngửi thấy mùi thơm nữa. Ok, này là một lát 3 giờ 45 phút là xong đó. Ha. Ok, bây giờ còn 10 phút nữa là còn 5 phút nữa là 3 giờ 45 ok. Mình coi như sao ha. Thơm quá trời thơm, đeo từ cái đeo cái mặt nạ mà còn ngửi được mùi cái đeo cái khẩu trang mà còn ngửi được mùi thơm. I wearing the face mask but still smell, can smell a very good smell. Ok, thử coi thấm này chưa ha. Let's try. Ok, we turn off the fire để tắt lửa đã. Eat more soft. You want to eat more soft, you turn off the fire and cover it up. Let it cool down. But you don't want too soft, this is the perfect one, okay? This is the see, this is the perfect one. That's good. Okay?